Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của bên mình. Thì ở video này hôm nay mình giới thiệu tới bạn nhé, cái lọ keo keo chống thấm trong suốt đấy, hàng nội địa của Trung. Nó là loại keo chống thấm trong suốt, không không có màu, không có mùi và chống thấm rất là tốt nhé, hàng nội địa, hàng cao cấp. Một hộp thì vẫn còn mới nguyên này, mình chưa bóc nhé, vẫn còn mới nguyên này. Và tí mình sẽ bóc ra cho các bạn xem. Và đây là một hộp keo thì nó có dung tích là 300 g. Một hộp nhỏ nhỏ này thì có 300 g này và dùng được cho 1,5 mét vuông trên một lần dùng. Bây giờ và trong hộp này nó sẽ có hai túi keo, một túi là túi keo A và một túi túi keo B. Đó. Và mình sẽ trộn hỗn hợp hai túi A B để vào với nhau và mình dùng để ví dụ như là trong sàn nhà tắm này, hoặc là trên tầng này hoặc tường này nó bị thấm thì mình có thể dùng keo này để bôi, để quét nó vào cho nó chống thấm được nhé, và không bị ảnh hưởng đến tường, không bị chảy nước, ngấm nước nhé. Hoặc dùng đa năng tất cả các đồ vật, ví dụ như các bạn muốn chống thấm một cái bất kể cái gì đấy, đồ nhựa này, đồ gỗ này, bê tông này, hoặc là các cái đồ giấy này, bất kể đồ gì các bạn muốn chống thấm thì dùng keo này nó đều thấm, chống thấm được cho các bạn đó. Và một bộ đi kèm ấy thì nó sẽ có các phụ kiện như trên màn hình này. Đầu tiên này là một đôi găng tay, nó dạng như là găng tay ni lông ấy, găng tay dùng một lần ấy. Đó. Tặng kèm một đôi găng tay này và một cái que. Cái này thì nó sẽ có chức năng là mình khi mình trộn cái keo A với keo B vào với nhau thì mình sẽ dùng cái que này để mình quấy trộn đều nó lên. Đó. Họ tặng kèm đầy đủ phụ kiện luôn. Cái que này thì mình sẽ trộn quấy đều nó lên. Quấy trong khoảng tầm độ 2 đến 3 phút thì nó sẽ tan đều ra nhé. Giống như kiểu là mình đánh trứng ấy. Cái này thì mình trộn càng đều thì độ kết dính của nó càng tốt. Nên là các bạn trộn đều nhất có thể nhé. Trung bình thì chắc khoảng tầm 2 đến 3 phút mình thấy là ok. Đó. Và cái vàng vàng này nó là cái gạt. Ví dụ bây giờ các bạn trộn vào rồi này, xong các bạn sẽ đổ cái keo vào vào cái chỗ mà cần chống thấm đấy. Thì xong các bạn lấy cái vàng này, lấy cái thanh miếng vàng vàng này, các bạn gạt sen đều nó ra các bề mặt. Đấy. Xong rồi mình sẽ lấy cái chổi này và mình quét đều, ví dụ như cái que này thì cái que vàng này thì nó sen đều ra, nhưng mà chỗ thì dày, chỗ thì mỏng, chỗ nhiều, chỗ ít. Nên là sau khi san ra được diện tích rộng hơn rồi thì mình sẽ dùng cái chổi, ở Việt Nam gọi là cái chổi quét sơn đấy, chổi chổi đấy đấy, thì mình sẽ cầm mình quét và mình san đều, quét đều ra cái mặt, bề mặt và chỗ mình cần cần chống thấm nhé. Và còn cái miếng trắng này, miếng trắng này ví dụ nó rất là nhiều công dụng này, cái đầu đầu nhọn nhọn, đầu nhấp nhô này này đó, thì mình có thể ví dụ như là bề mặt trên tường chẳng hạn mà sợ là quét vào thì nó sẽ bị trôi đi luôn ấy, thì các bạn có thể lấy cái này các bạn cào cào qua, mình chỉ cần cào nhẹ nhẹ một chút thôi cho nó gọi là cho nó có một cái bớt bớt cái độ bóng đi, thì mình quét cái nước nước keo này lên thì nó sẽ bám được chắc hơn nhá. Đấy, mình có thể quét nó đi cho nó giống như kiểu là mình cào xước nhẹ một chút đi, không các bạn chỉ cần cầm các bạn dưa nhẹ thôi, không không cần cào cho nó bục cả tường ra đâu, hay là bục cả cái ấy ra đâu, các bạn chỉ cần cào nhẹ nhẹ thôi. Đấy, thì xong rồi cái bề bên dưới này này, bên dưới này nó rộng hơn đúng không, nó rộng hơn cái vàng đúng không. Đấy, ví dụ mình dùng cái bề mặt to ấy, diện tích rộng ấy, mà cái vàng này nó hơi nhỏ đấy, ví dụ mà mình dùng diện tích rộng thì mình có thể lấy cái đằng miếng trắng này, cái đằng phẳng này mình san nó ra cũng được nhé, mình đổ vào đúng không, đổ vào này xong mình san đều bằng cái miếng trắng nhựa bề to to này ra thì nó sẽ diện tích nó sẽ rộng hơn và nó nhanh hơn. Và cái keo này ấy, thì mình sau khi mà mình pha trộn ấy, với nhau ấy thì mình nên sử dụng nhanh nhất có thể trong khoảng tầm 20 phút nhé, bởi vì nếu mà không để lâu ấy thì nó sẽ bị đông đặc và kết dính keo, độ khô của nó tương đối là nhanh. Nên là khi mà trộn hỗn hợp với nhau thì các bạn dùng luôn trong khoảng tầm độ 20 đến 30 phút là cùng.
thì keo nó đạt độ kết dính tốt nhất và nó không bị đông đặc, không bị chết keo đấy. Và đây là một số những cái hướng dẫn này, nó ghi in bằng tiếng của Trung nhé, thì mình có thể dịch ra này, hoặc các bạn nào biết có thể đọc. Nếu mà không biết ấy, thì mình có thể dùng Google dịch, mình dịch ra. Hoặc là các bạn mua thì liên hệ với bên mình sẽ có hỗ trợ các bạn dịch ra tiếng Việt và hướng dẫn các bạn sử dụng một cách là tốt nhất, hiệu quả nhất. Đó. Như đây là bước thứ nhất để mình dịch nôm na nhé. Bước thứ nhất là mình trộn hỗn hợp keo A với keo B này. Bước thứ hai là mình sẽ quấy đều nó lên trong khoảng tầm độ 2 phút. Và bước thứ ba là mình sử dụng hai cái dụng cụ này để mình, và cái chổi để mình quét ra, để mình sơn đấy, là giống như kiểu là mình sơn sơn dùng cái keo chống thấm này để sơn lên bề mặt cần chống thấm đấy, sử dụng trong khoảng tầm độ 20 phút là tốt nhất nhé. Đó. Và tiếp theo thì mình để khi mà mình quét xong, quét sơn xong đấy, quét keo xong thì mình sẽ để trong khoảng tầm độ một ngày, tầm khoảng khoảng một ngày nó sẽ đông cứng và chống thấm tốt nhất, gần như chống thấm tuyệt đối luôn cho các bạn luôn nhé, để trong vòng 24 giờ. Ví dụ như là mình sử dụng ấy, thì mình cũng nên lựa chọn là thời tiết nó khô ráo, hoặc là ví dụ như trong chống thấm ở nền nhà vệ sinh đi, thì mình trong một ngày đấy mình hạn chế, mình không dùng nước, dội nước vào sàn, vào cái chỗ chống thấm đấy thì nó sẽ được tốt nhất nhé. Đó, kiểu như là mình hạn chế dùng trong một ngày thôi thì là nó đạt hiệu quả cao. Còn nếu mà không mà mình vẫn phải dùng ấy, thì nó hiệu quả nó sẽ không được đạt tốt nhất có thể. Và một hộp này 300 gram này. 300 gram một hộp nhé, và dùng được khoảng tầm độ 1,5 mét vuông. Đó. Và tất cả mọi người đều có thể tự thi công tại nhà. Dùng tại nhà luôn cũng được. Và đây là tờ giấy hướng dẫn của nó này, đều bằng tiếng của Trung hết. Đây. Bước thứ nhất này, mình làm sạch cái bề mặt cần bôi keo nhé. Ví dụ sàn gạch hoặc là trên tường hoặc gì đó, mình lấy khăn, lấy rẻ mình lau cho nó sạch đi. Và bước thứ hai là mình sẽ sử dụng cái keo để mình, hoặc là ví dụ như là đây nhé, các bạn có thể thấy này, nó lõm xuống sâu đúng không? Đây nó lõm xuống sâu thì các bạn có thể dặm thêm xi măng hoặc là dặm thêm cái gì đó cho nó đầy lên, lấp đầy cái lỗ đấy đi, kiểu như vậy. Và bước thứ ba thì mình có thể như như ở trên này thì nó là dán gạch đấy, dán các gạch nhé, hai cái này nó là gạch này đấy, lấp đầy vào này, xong rồi mình sẽ trộn keo, đổ hỗn hợp hai lọ keo AB vào trong hộp, mình đựng luôn trong hộp này cũng được nhé. Đó. Và tiếp theo đó là mình sẽ dùng cái que này để mình quấy đều nó lên, quấy đều nó lên trong khoảng 2 đến 3 phút là tạm ổn. Còn nếu các bạn mà có thể thì hãy quấy lâu hơn nữa thì nó càng đều hơn. Và tiếp theo này, sau khi đổ hỗn hợp quấy đều rồi thì mình sẽ dùng hai cái dụng cụ này để mình đổ nó ra, và mình dùng chổi mình quét quét đều ra cái chỗ mà mình cần chống thấm. Đấy. Và bước thứ tư này, nó sẽ keo nó sẽ có độ bóng nhất định và nó lấp đầy những cái chống thấm được tốt hơn, và trong khoảng tầm 24 giờ thì nó sẽ đông cứng và đạt hiệu quả. Mình cũng nên lưu ý là ví dụ làm ngoài trời nhé, thì hạn chế trời mưa nhé, chọn những hôm mà nắng ráo nhé. Ok. Đó. Thì nếu các bạn có nhu cầu muốn mua hay cần thêm thông tin liên hệ tư vấn thì cứ liên hệ bên mình qua số điện thoại mình để trên góc màn hình nhé. Số đó có cả Zalo luôn, các bạn cứ nhắn tin hoặc gọi điện qua, bên mình hỗ trợ cho các bạn 24 trên 7. Đó, đây là một số thông tin này, các bạn có thể xem này. Bạn biết tiếng thì có thể xem nhé, hoặc là dùng Google dịch đều được, bây giờ công nghệ rất là tiên tiến. Đó. Không biết tiếng vẫn có thể xem được nhé. Mã vạch này, hàng nội địa rất là tốt. Đấy, và hướng dẫn sử dụng bên trên. Và lọ này là mới sản xuất nhé, sản xuất ngày 15 tháng 9 năm 2023, mà bây giờ mới có tháng 10 mà bên mình còn phải đặt về nữa đấy, rất lọ rất là mới luôn. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các video tiếp theo.